Ứng dụng lực hấp dẫn để thu hút mọi ước mơ mà mình mong muốn. Nhưng biết là có rất nhiều anh chị đang ứng dụng lực hấp dẫn để thu hút về cho mình sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Và Nhung cũng đang như vậy. Từ khi Nhung biết ứng dụng lực hấp dẫn để thu hút cho từng trường hợp khác nhau, từ một công thức siêu tuyệt vời mà Nhung được chia sẻ từ người thầy của mình, thì một điều vi diệu xảy ra, Nhung đã có những bước chuyển mình, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình một cách rất tuyệt vời. Từ một cô nhân viên văn phòng với đồng lương ít ỏi, thì thu nhập của Nhung bây giờ đã tăng rất rất nhiều lần. Và các mối quan hệ của Nhung cũng xung quanh Nhung thì đã được cải thiện rất nhiều. Mọi người đều rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Và hơn hết nữa, đó là cái sức khỏe Nhung cải thiện, cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Trước đây Nhung bị thừa cân, và sau khi mà đã nghiêm túc thực hành và ứng dụng theo một công thức này, thì Nhung đã giảm được số cân nặng rất đáng kể, bây giờ rất là gọn gàng luôn, đã hơn 10 kg, cả nhà mình hơn 10 kg, cho nên là bây giờ rất là gọn gàng, rất là tươi tắn, tràn đầy năng lượng luôn ạ. Một cái thứ đơn giản ví dụ như là cái điện thoại hay là cái viết thì chúng ta đều có cái hướng dẫn sử dụng, và cái bộ công thức này thì cũng có hướng dẫn sử dụng như vậy. Và Nhung biết là chỉ có tiềm thức và lực hấp dẫn mới giúp Nhung đạt được những cái điều tuyệt vời như vậy, và Nhung cực kỳ tin là điều này. Cho nên là các anh chị em mình mà nếu như ai đang ứng dụng lực hấp dẫn và tiềm thức mà vẫn chưa có kết quả như mình mong muốn, thì hãy inbox cho Nhung, Nhung sẽ chia sẻ miễn phí và Nhung sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái bộ công thức này để mình đạt được tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình một cách trọn vẹn, đủ đầy. Và chúc cho cả nhà mình thành công, trọn vẹn, hạnh phúc suốt cả cuộc đời.